cho ba đứa đất vui vẻ đền dòng mà chơi chơi phủ trinh trinh đầu hồng thanh ra ngồi cùng trên ngàn tiên dân các bạn đi cho ba đứa đi trên ngàn nàng đông cuộc tuần qua mê giáp đền thì châu trương trước đây sạch 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 sạch
có mấy phân nhị hương trang điểm làn da. Cổ tay tượng à đầu vân vân tóc mai muôn dòng công chúa thiên tài. Nhịp nhàng xa khát nhớ
Thank you.
bao trai gái đua vui. Dốc 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 trên sườn núi so đường đèo người bèo cát. Dốc 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 trên sườn núi so đường đèo người bèo đi. Dòng đông trong phố dịu dàng bề mai, thắt lưng đại giọt
rừng gọi nhau. Hút đi ai sáng tỏ bên non, một màu xanh xanh tốt tươi rừng già. Gần xanh năm quả nhiều hoa. Thank you.
và lọt cao. Ngôi đền thì thờ trên đỉnh non cao, trăm mê hoa khoe sắc nghi, ngàn ngào mùi hương sương chiều, tuyết đi phủ mây baby.
sớm chiều hồ mê lắng chiếu vai đèo ý. Chầu đẹp làm sao núi kia xem núi mây nâng chân mây lưng đã chân núi núi kia xem núi mây nâng chân lưng đã chân ông cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đầu con nhà ngoại phục thừa ba mươi bông một mười tứ hôm rằm ba mươi bông một hôm ra mười tứ gặp mi lúc hiểm mơ nghèo
mông đời nay chiều thái tổ chung chung ngưng ngang ý ý ý ý ý ý
rừng thông vang tiếng hát ru. Đến
ngọc thành nghi tai hoàng vàng nghi hồ phách kim cương mà quần chân áo chiếc khác nghi thường
dâng lên kinh mẫu các cô dâng vào đà vào rước ông bơ hoàng rơi ô rơi rước ông bơ hoàng rơi tình 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 tay tay tiên giọt chín diệu nâng nhị tuần rơi nâng lên bề ngọc các cô nâng nâng là mời rước ông bơ hoàng sơn các cô nâng rước ông hoàng sơn tám bôi ba chén rượu đào dâng tam tuần tuần chung chung dâng dâng lên kinh mầu các cô dâng mời là mời rước ông bơ hoàng sơn thank you.
phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật chấm đồng hóa phép thần thông. Khi vui cũng kiếm
khi ông bảy ngồi nghe đàn hát nhà thu nhà yên. Lúc ông ầm thanh giang
ông làm quan dạy. Cõi chân mở tiệm làm vui đông đông về nhớ đức nghi hoàng mười giáng đâm đâm rượu đào kinh chúc chúng thanh mình
bút ngọc bực thánh tăng để trong gió hoàng hoàng vần 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 thơ đôi non sông trong cây chúng con lại nhớ về con nhớ hoàng mười nghề an bát tề tay tiên gió chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên kinh mẫu để cá co mấy dâng mời đào mời rước ông hoàng mười sơi ô sơi rước ông hoàng mười sơi tình tay tiên gió chín rượu đào nâng nhị tuần sơi nâng tấu ý cô đôi thường nay tay
hầu bầu ba tòa tiếng tâm lừng lừng đây vũ bà yêu thương cũng vượt về đầu mờ đánh nghi phận phận soi hương cô nàng tư giàu thành
siêu ra bè bãi, thắt lưng đai giọt đắng giọt dài. Quan quan ni dâu, bách bách ai đợi dịp hò quan.
trèo quan quan dâu mò cô mở lại ra quan dâu cô ba trèo từ hò quan dâu quan gánh tác trèo ra quan quan dâu quan người phổ giáp ba hò quan dâu quan trèo sang đền trịnh quan quan dâu mò sang công đồng hò quan dâu quan trèo về đền phổ bóng quan dâu ni dâu đại lộ bà đức đức ông quan quan ni dâu ô ba vui chơi quan đức đức bối thiên dòng dòng hò quan dâu yêu bên thanh thanh đầu quan quan ni hò lễ vật cô dâng hoa quan dâu cô lại trèo ra về đến cây quê ngài hò qua cửa xích đằng quan quan ni dâu tới đền lại lại ra quan quan ni hò bay quan đệ ta quan dâu cô ngược dòng sông quan dâu trèo đi tứ tình quan dâu trèo lên trên trời hái quả đào tiên quan dâu đem về dâng bầu quan dâu quan để công danh cho đồng quan quan dâu quan cô sực nhớ ra quan dâu ngày hôm nay quan dâu quan hai tháng mười một quan đi Long Vân Canh hội quan quan dâu quan về bản trực tâm quan quan dâu quan Long Vân Canh hội về điện trực tâm quan nghi trực tâm lễ vật đi chậm chậm định nhận đầu quan quan dâu quan tới bên cô ba ơi quan quan dâu tới bên cô ba ơi xin cô gác bài chèo bơi cùng ngự vào đền Thank you.
si bác vọng nghi trông già
của cứ phán chúng con chờ đến đêm khuya. Chùa tiên cho trí chùa thành nghệ.
cũng cổ tích anh đinh đời đời trên đồng đặng nghi có hoa quả tốt tươi. Cho chí đi xa, cô đi gần cho chí đi xa, để dừng hai quả đào tiên đem về. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi yêu cả đời yêu phải rồi. Xin đào chàng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thank you.
hoàng tung cánh về châu động thiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngọc.